Hello, chào tất cả mọi người. Thì hôm nay tiếp tục một video. Thì trong video này tăng giới thiệu mẫu đất tiếp tục thì trong đó là tăng để hình ảnh cũng quay cho mọi người xem vì một số lý do. Nhưng mà lô đất này thì vị trí rất là đẹp, nằm trên đường N3, đường số 11 nối dài. Thì có diện tích là 520. Thì lô này hiện tại chủ còn tiền bán với giá là 1 tỷ 7. Sổ hồng riêng. Mình đi công chứng liền. Mọi thông tin thì mọi người nhập trên app ha, sẽ ra cái vị trí lô đất. Thì lô này chỉ vướng cây với trụ đèn thì nó không có vấn đề gì là mất khó khăn cả, nhưng mà vị trí mặt tiền đường chính cho nên rất là đẹp, ngay trung tâm tái định cư Sona Di Chi Châu Đức. Thì mọi người xem video nhiều không biết được khu này ngay trục đường số 11 nha. Đây là vị trí sổ đất, mọi người xem thông tin rõ ràng này. Đây nhập số tờ số thửa trả ra thôi, có báo một tôi sẽ đắc 499 năm 20 đắc rõ ràng cho mọi người xem tham khảo ha. Rồi đây thông tin nhanh tới mọi người để mình chào lô đất giá rẻ mọi người tham khảo ha. Rồi tôi chào tất cả mọi người nhé, hẹn mọi người video tiếp theo ha.